Hồ Quang Hiếu tiết lộ phủ phàng về bức ảnh nhìn Bảo Anh đắm đuối, đang định hỏi thuốc làm trắng da. Khoảnh khắc ca sĩ Hồ Quang Hiếu nhìn tình cũ Bảo Anh trong đám cưới của Trường Giang Nhã Phương được cư dân mạng chia sẻ ầm ầm. Đám cưới Trường Giang Nhã Phương được cư dân mạng chú ý trong nhiều ngày vừa qua. Bên cạnh những hình ảnh của cô dâu chú rể, thì việc Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh đụng mặt tại tiệc cưới và ngồi cùng bàn khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Đặc biệt, một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cực tình cảm của Bảo Anh Hồ Quang Hiếu nhanh chóng được chia sẻ lên mạng xã hội. Trong ảnh, Hồ Quang Hiếu đang hướng ánh mắt thâm tình đến Bảo Anh. Trong khi đó, nữ ca sĩ lại lạnh lùng không để ý đến Hồ Quang Hiếu mà đang chăm chú nhìn về hướng khác. Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh trong đám cưới Trường Giang Nhã Phương. Sau khi nhìn thấy bức ảnh bản thân đang nhìn Bảo Anh trong đám cưới Trường Giang được chia sẻ trên mạng xã hội, Hồ Quang Hiếu khiến fan thích thú khi để lại một bình luận trên một fanpage. Cụ thể, Hồ Quang Hiếu hài hước cho biết lý do anh nhìn Bảo Anh đang định hỏi thuốc làm trắng da mà chợt nhớ rằng đang đi đám cưới. Hồ Quang Hiếu hài hước chia sẻ lý do anh nhìn Bảo Anh trong đám cưới của Trường Giang. Bảo Anh Hồ Quang Hiếu từng là cặp đôi đẹp của showbiz Việt, vì thế mà fan không khỏi sốc khi Hồ Quang Hiếu thừa nhận chia tay Bảo Anh một cách thẳng thắn, thế nhưng cũng không ít đau lòng. Hồ Quang Hiếu cũng từng trải lòng với báo chí về chuyện tắm trắng. Hồ Quang Hiếu tiết lộ anh đã dùng mọi phương pháp mà không trắng nổi. Hiếu có đi tắm trắng tắm vài lần nhưng trắng không nổi, chỉ duy nhất thời gian còn yêu Bảo Anh. Bảo Anh đã chích một loại vitamin gì đó rất hợp với Hiếu nên Hiếu đã trắng ra. Nhưng mà chia tay rồi mình ngại hỏi lại cái đó. Hiếu cũng muốn xài nhưng gọi điện hỏi thì kỳ quá nên mình không dám hỏi. Chia sẻ thật thà của Hồ Quang Hiếu từng khiến nhiều người bật cười. Và theo như chia sẻ mới của nam ca sĩ thì phải chăng đến giờ anh vẫn chưa hỏi được loại vitamin mà Bảo Anh đang dùng để tắm trắng da. Hai lần Hồ Quang Hiếu nhắc đến chuyện muốn xin bí quyết trắng da của Bảo Anh nhưng ngại. Chia sẻ của nam ca sĩ khiến dân mạng bật cười.